hành trình kết nối những trái tim, một chuyến đi mang nhiều hoạt động ý nghĩa với nhiều màu sắc, nhiều cung bậc tình cảm của thanh niên. Hành trình kết nối những trái tim, chuyến đi thực tế của bốn chàng trai và ba cô gái được kể lại một cách trung thực, sống động và hài hước. Mỗi bạn một cá tính, mỗi quan niệm, sẽ sống như thế nào trong môi trường mang tính tập thể. Nét yêu thương, hờn dỗi của tuổi trẻ luôn là điểm hấp dẫn của chương trình. Hành trình kết nối những trái tim, cảm xúc chân thật, không khí sôi động, màu sắc hài hước, ấm áp nhân ái. Câu chuyện là những tháng ngày sôi nổi, vui tươi, hồn nhiên của bảy thành viên trẻ tuổi. Đấy là những giây phút lắng đọng khi họ sẻ chia với bao những đời khó khăn cơ cực. Đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc khi họ đem đến niềm vui cho mọi người. Hành trình kết nối những trái tim, hành trình đầy chất trẻ, chứa chan niềm thương mến của tình bạn, tình anh em và của tình yêu đôi lứa. Hãy lên chiếc xe màu hồng, hãy đến với hành trình để tìm một nửa của mình và trải nghiệm cuộc sống. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Hành trình kết nối những trái tim. Số trước thì chúng ta đón thêm hai thành viên mới và có rất nhiều điều mới lạ, đúng không ạ? Đúng. Và có lẽ là không biết là ý của chị Siêu Black và Bảo Thi thế nào, nhưng cá nhân Xuân Bắc là Xuân Bắc thấy có một điểm nổi trội lên, đó là Pin và Líu Lo. Đó, tôi rất để ý đến Pin và Líu Lo bởi vì họ mới gặp nhau mà đã tỏ ra khăng khít. Đặc biệt là cái cảnh Pin tặng quà cho Líu Lo. Cái cậu Pin này hơn cái đợt trước là đang rất là buồn khi mà phải chia tay đó. Với lại sống thì đương nhiên rằng là cái đợt này thì gặp một cô gái khác, đương nhiên mình cũng thôi thì mình đang buồn mà mình cứ nói chuyện với một bạn nào đấy ở trong cái hành trình của mình. Em thì em thấy Líu Lo rất là đáng yêu bởi vì một cô gái mà bắt được cái nhịp độ của một số lượng đông người như thế, nhanh như thế, rồi lanh lẹ nè, nhí nhảnh dễ thương mà đặc biệt là xinh nữa. Hành trình của chúng ta vẫn được tiếp tục. Xin mời. Ở số trước, hai thành viên mới là Líu Lo và Củ Hạnh hòa nhập rất nhanh với những người cũ. Họ đã có một đêm Giáng sinh tuyệt vời ở Sapa. Kiss và bé Điệu bắt đầu cảm mến nhau. Củ Hạnh đang ý châu chấu, lông râu vẫn lạnh lẽo như hòn đá cuội. Đặc biệt, Pin gây sốc khi tỏ ra quan tâm đến Líu Lo, người lớn hơn anh 5 tuổi. Pin và Líu Lo, một là thành viên cũ, một chỉ mới vừa đến với chuyến hành trình vài ngày. Không e dè, chàng trai 21 tuổi đang đánh tín hiệu đến cô gái 26 tuổi. Em rất là thích một cái dáng vẻ của cô công chúa, một cái ánh mắt, đôi mắt, nụ cười, đều gây thiện cảm với em rất là nhiều. Tới buổi sáng em vẫn nghĩ Pin là nhí nhảnh lắm hoặc là rất là quậy lắm. Nhưng mà tới khi chiều nay rất bất ngờ khi chàng lên mời mình đi uống cà phê. Có không chuyện hai con người này sẽ dệt nên một câu chuyện tình lãng mạn như trong chuyện cổ tích Gã Khổng Lồ và Cô Công Chúa Nhỏ. Buổi sáng vài hôm sau, Líu Lo được chiêm ngưỡng sự sâu sắc của Cupin nhà ta. Cái anh của anh múc hẳn cái chậu qua bên này luôn. Đúng rồi. Lên lên lên, của anh xin ra. Xin ra. Hai. Thật sự rồi đi. Đâu? Cứ lại làm lên là sao đó? Pin rất ga lăng, nhưng là kiểu ga lăng vừa có chút láo cá, vừa rất hí hửng kiểu trẻ con. Sợ các cô gái trả đũa, Pin khởi xướng một điều luật mới. Người tham gia rửa xe phải đội mũ bảo hiểm. Đâu, mình sợ mình lau xe không được. Hãy xuống thẳng xã. Ở một góc khác, lại là một cảnh lãng mạn chắc chỉ có trong bộ phim Chưa Ai Kịp Làm. Chuyện tình nàng phơi đồ. Pin trả lời, chàng phơi đồ bên dưới, nàng phơi đồ ở trên. Hai người muốn đến với nhau mà tình yêu cách trở.
Thế rồi nước mắt nàng hoa cùng nước giặt đồ chảy xuống. Rất may chàng tránh thoát. Mấy hôm trước chàng đã tập huấn cho nàng về giáo lý Công giáo. Còn hôm nay, nhân dịp này, chàng đã có thêm một cơ hội để gần nàng bằng cách giáo huấn về kỹ thuật phơi quần áo. Bộ phim với những cảnh lãng mạn này nghe nói sắp được giải Mâm Xôi Vàng 2009. Sapa đẹp một vẻ huyền diệu kỳ bí, vừa trong veo, long lanh đó. Thoát cái sương mù kéo đến cuốn chìm tất cả trong lớp màn mỏng trắng xóa. Một hai phút sau, tất cả lại tản đi như đám sương kia chưa bao giờ hiện hữu. Có lẽ chính vẻ đỏng đảnh bất thường, khó nắm bắt ấy khiến người ta mê đắm Sapa. Trước khi có chuyến tham quan mới, các bạn trẻ đi dạo trên bờ hồ. Trẻ trung, nhiệt huyết và nghĩa hiệp là cái mà cả nhóm lúc nào cũng có thừa. Nào là kéo lưới giữa hồ giúp dân câu. Còn đây nữa, biết làm điều tốt là cái không thể thiếu của tất cả các bạn tham gia hành trình kết nối những trái tim. Lên đi. Hai ba. Trời mệt quá. Nhiều con. Đúng rồi, đại sứ là thở lâu cũng kiểu rồi. Đứng chờ một người lo cho mọi người. Chiều hôm nay, các thành viên được chuyến xe đưa đến thăm làng Cát Cát, một bản lâu đời của người Mông thuộc huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, cách trung tâm thị trấn Sapa 2 km. Trời quá lạnh, châu chấu chợt quá yêu đuôi vớ của mình. Có người thì giữ ấm bằng cách ăn quà vặt. À ôi, mang mấy lớp chân mà không mặc. Không này không ha. Làng Cát Cát được hình thành từ giữa thế kỷ 19. Các hộ gia đình cư trú theo phương thức mật tập, dựa vào sườn núi và quây quần bên nhau. Các nóc nhà cách nhau chừng vài chục mét. Họ trồng lúa trên ruộng bậc thang, trồng ngô trên núi theo phương pháp canh tác thủ công, sản lượng thấp. Phần lớn nhà cửa đều đơn giản, chỉ có một cái bàn, cái giường và bếp lửa nấu nướng. Chụp im với cái cối xay này nha. Nơi đây người Mông còn lưu giữ nhiều nghề thủ công truyền thống như trồng bông, lăn, dệt vải và chế tác đồ trang sức. Đặc biệt nơi đây còn giữ được khá nhiều phong tục độc đáo mà ở các vùng khác không có hoặc không còn tồn tại nguyên gốc. Qua những khung dệt, người Mông tạo nên những tấm thổ cẩm nhiều màu sắc và hoa văn mô phỏng cây, lá, hoa, muôn thú. Gắn liền với công đoạn dệt vải bông, vải lanh là khâu nhuộm và in thêu hoa văn. Phổ biến là kỹ thuật nhuộm chàm, nhuộm nước tro thảo mộc và cây lá rừng. Vải nhuộm xong được đánh bóng bằng cách lăn vải với khúc gỗ tròn trên phiến đá phẳng, có bùi sáp ong. Các bạn trẻ có vẻ rất thích thú với các văn hóa của người Mông. Đi vào tháng 2 âm lịch, ngày 14 tháng 2 là chợ tình Khâu Vai, thì một năm có một lần thôi. Thì đặc biệt là cái chợ tình của Sapa thì nó lại khác với cái chợ tình Khâu Vai. Vào ngày thứ bảy, người dân tộc Dao sẽ đi chợ, bắt đầu từ sáng sớm người ta bắt đầu đi chợ. Có những người đi chợ xong mua bán xong thì người ta nảy ra cái chợ tình đấy, thì mình gọi quen gọi bây giờ gọi chợ tình ấy. Thì có người lên ông lên bà, có người lên bố lên mẹ, thành vợ thành chồng. Có thanh niên nam nữ, người ta đều được phép đi chợ tình. Thì sáng hôm sau, sau khi giải tán cái cuộc tình vào tối thứ bảy rồi sáng chủ nhật, thì những cái đôi cặp đấy lại tìm gặp nhau ở chợ này, ông bà gặp nhau ở chợ, bạn trai
bạn gái các thứ này, các bạn trai lại tìm nhau và người ta ăn phở xong lại coi như là cưỡi ngựa đèo cưỡi ngựa, coi như là chồng vợ một ngựa về. Trong khi đó, chàng Kiss cứ mãi bám theo câu chuyện của một thanh niên người Mông này. Thì ra chàng Kiss mê đắm cây khen của người Mông. Ủa, phức tạp thế. Đấy, không được. Nhưng có lẽ còn rất lâu chàng mới thấm nhuần nét văn hóa này. Thân mình lo chưa xong, anh lại đi bày cho Củ Hành. Anh vẫn ngậm trong mồm miệng luôn. Sư phụ đã tệ, đệ tử càng tệ hơn. Lại. Có vẻ không ổn với cây khen, Kiss chuyển qua môn phái kèn lá của người Mông. Hở ra, lúc nào anh thổi không nổi ấy, cho nên anh để hở ra thôi. Còn anh làm thế không được. Chỉ ít ít thôi. Và đây cũng không là môn phái của anh. Chưa tưởng, Kiss tiếp tục dạy dỗ Củ Hành. Chú bồ câu tròn trĩnh này tiếp thu rất nhanh và anh cho ra đời một giai điệu rất lạ. Pin là nạn nhân thứ hai của Kiss. Có một điều bí mật giờ mới bật mí. Cô Pin thực ra là người dân tộc Mông. Người Mông thật hiếu khách, nhất là trẻ con. Chúng làm cho các bạn trẻ thêm trẻ. Nhưng Pin hôm nay lại trông già đi thấy rõ. Đã có vài chuyện giữa anh và Liếu Lo, cộng với chuyện đùa giỡn hơi quá trớn của Pin hồi sáng. Ngày hôm qua khi đi chơi ở chợ Sapa, Pin cũng có hành động khiến công chúa nhỏ phật lòng. Cô công chúa này mê xích đu từ ngày còn nhỏ, nhưng phải làm cục tạ cho Pin tập thể dục thì cô lại không khoái. Nhật ký cô trách móc: không hiểu Pin quá trẻ con hay mình quá khó chịu. Bây giờ ngồi nghĩ lại, mình vẫn thấy bực mình Pin Pin. Anh chàng này muốn chọc quê mình đúng không? Mình ống nhom kệ mình. Là chị cũng không có thích kiểu như là người ta đùa giỡn với mình ấy. Mà may mà đùa giỡn với cô bé này còn chưa được 40kg mà cỡ 68kg chịu nổi không? Đúng rồi. Tức là chỉ đùa với cái cô bé 35kg đó là tạ thôi. Chứ còn là đông con trai bọn em nhiều khi cũng ngốc nghếch nhưng mà cũng đủ thông minh để không biến chị thành tạ. đúng không là báo tin nhỉ? Với lại là hình như là hai người này cũng mới biết nhau thôi mà anh Pin này giỡn như vậy hơi quá. Đối với em vậy, gặp em là em giận liền. Không, nhưng mà nói gì chứ cô này cũng còn trẻ con quá. Trẻ con. Đôi khi đó là cách thể hiện, tức là em có biết không anh rất khỏe. Hoặc chị có biết không em rất khỏe. Em nhấc chị lên vai một cách nhẹ nhàng và em không hề thở hổn hển tí nào. Đấy, ví dụ như thế. Nhưng mà có thể cậu Pin này, theo kinh nghiệm của em, sẽ mất điểm. Đúng, mất điểm. Mất điểm. Sẽ mất điểm, có thể là như vậy. Tất nhiên, tương lai còn ở phía trước. Hai bạn cứ cố gắng lên, chúng ta xem tiếp. Chiều tối hôm đó, có một cầu thủ không được cho ra sân. Dường như Pin đang khúc bối một cái gì đó mà không thể giải quyết được. Có một lần Liếu Lo bệnh. Thì không làm gì nữa, tao mới kêu là chị qua đây chị. Gái đang cực độ, mình cứ coi. Kỳ cục quá đi. Nó có thể nghe chứ. Nhảy hộp ra nha. Trời nhìn miệng nào không giỏi, không kịp nữa. Rồi, nghỉ đi. Cái chân đấy, cái chân của mình cứ nằm đó. Không biết đâu làm sao. Đi
cho nó khỏe, đưa cho nó khỏe, đưa cho nó khỏe. Rõ ràng có một tín hiệu từ Liễu Lo báo cho Pin biết anh không phải là đối tượng của cô, hoặc Pin chỉ là một cậu em thích bông đùa. Pin lại đang quan tâm vấn đề khác. Tại vì thứ nhất là do tuổi tác chỉ là ngay từ 3 đến 5 tuổi thì cũng không có gì, nhưng mà cái quan trọng nhất là một phần nghĩ về gia đình đó. Chắc gì cô ta chịu mình. Đôi khi tại vì nghề nghiệp cô ta ổn định hết và rất ấy, ổn định, công việc cũng ổn định, gia đình là một hậu phương chắc. Còn mình thì sao? Mình vẫn đang chưa có gì, thì chỉ có trái tim thôi. Em nói là giờ một người thành công thành đạt, anh nói thiệt em á, giờ một người thành công thành đạt có chắc gì họ lấy được người yêu không? Thế bây giờ em cứ suy nghĩ như sao, em còn nhỏ em phải làm cho thành công thành đạt, mà nếu như tới lúc mà em thành công thành đạt rồi em còn giữ được người đó không? Anh là một điển hình, anh thực sự anh là công việc anh thành công, anh nói thiệt công việc anh rất là thành công rồi. Hồi đó anh có suy nghĩ giống em vậy. Cứ mình chưa có gì, giờ mình chưa có gì, mình chưa dám quen. Mình không dám quen cô này, không dám quen cô nọ. Để từ từ mình có thành công rồi, mình suy nghĩ lại, mình đã mất cô ta. Mình có nhức cái đầu hết đầu rồi kìa. Long Râu lại đang gặp một vấn đề khác. Mấy ngày nay không thấy anh ôm đàn nghêu ngao, chỉ thấy anh trầm tư như bóng đêm. Như một người anh lớn, Củ Hành chia sẻ với Long Râu. Thì mấy ngày hôm qua, hình như là ngày hôm qua, thì thấy em buồn, rồi cả ngày cũng ít có tham gia gì, thì thấy mình cũng, bản thân anh cũng thấy buồn. Với em, tham gia chương trình là em phải sống thật bản thân mình. Đúng. Cái mục tiêu của em đã đi tìm một nửa trái tim của mình là mình phải thật lòng. Mà khi thật lòng là mình phải có sự tính toán cụ thể. Ví dụ như là nếu như mà em yêu một cô gái miền Nam, thì rõ ràng cái điều bất hợp lý của em là khoảng cách địa lý. Thế em nhỉ? Một người công ăn việc làm chưa ổn định như em mà đã nghĩ nên biết chuyện yêu mà khoảng cách xa như thế thì có phải vô cùng khó xử cho chính bản thân em và người đàn. Đúng không? Anh nghĩ thế này. Chương trình đi thì mình có một cái tập thể gắn bó là anh em bốn tụi mình thì cũng là giống như là anh em rồi. Và ba cô bé ấy cũng là chị em. Và 7 tụi mình thì hợp lại với nhau thì thành một tập thể rất là gắn bó và rất là dễ thương. Thì anh nghĩ vậy nè, cái khoảng cách về địa lý thì cũng có ảnh hưởng, anh nói thật cũng có ảnh hưởng chứ phải không? Nhiều khi anh đi như vậy, anh là người Nam, nhiều khi mà một cô gái Hà Nội rất dễ thương mà nhiều khi mình muốn làm quen thì cũng mình suy nghĩ đó thì mình lại sợ cho mình không dám. Nhưng mà có điều anh nghĩ vậy nè, trong ba cô gái này cũng rất là nhí nhảnh hồn nhiên, tuy rằng cũng có người này người khác thì nó khác nhau luôn đúng không? Bởi mỗi con người là đều là một cá thể riêng biệt, nó không có ai giống ai hết. Anh nghĩ vậy nè, thì em cứ thử tìm hiểu đi, cứ thử hòa nhập vô để thấy được những cái nét đáng yêu, những cái gì gọi là hay nhất của những cô bé. Đã có những vấn đề khiến các chàng trai đắn đo trong chuyện tình cảm. Pin thì mất tự tin vì cái người mà Pin đang có vẻ mến bây giờ thì hình như là cái điều kiện của cô ấy hơn anh ta nhiều quá. Thì anh ta nghĩ là chắc có lẽ mình không thể nào chinh phục được. Còn Kiss á, thì là lúc trước đã từng yêu và sau đó thì nghĩ là lúc đó mình chưa có gì cả thì chắc mình yêu không được, cố gắng làm. Tới giờ làm được rồi thì lại mất đi cái tình yêu đó rồi. Nghe có vẻ tiếc quá chị ha. Lúc trước cái cảnh mà Pin với Liễu Lo đi cùng nhau, cảnh đầu tiên thì Bảo Thi có nói rằng là tuổi tác không thành vấn đề. Dạ. Điều đấy là đúng, có đúng, nhưng trong những hoàn cảnh cụ thể thôi. Đúng rồi. Thế còn bao giờ cũng thế, nếu có sự kết hợp hài hòa giữa tình yêu lứa đôi, giữa tuổi tác, giữa địa vị xã hội, giữa hai bên gia đình, giữa vân vân và vân vân, thì bao giờ cũng sẽ cơ sở xây dựng hạnh phúc nó sẽ tốt hơn chứ. Long Râu bắt đầu thoải mái hơn.
Vũ Hành đúng là vị quân sư. Nhưng chính vị quân sư này đã gặp sự cố với Châu Chấu vào buổi sáng hôm sau ở bãi đá cổ Mường Hoa. Nhắc. Từ thị trấn Sapa vượt qua nhiều dãy núi cao là đến thung lũng Mường Hoa. Tại thung lũng này, người ta đã phát hiện ra một bãi đá cổ, trên đó có khắc nhiều hình khác nhau nằm xen giữa cây cỏ và những thửa ruộng bậc thang của đồng bào dân tộc. 81 mét vuông xen giữa những cả quần thể bãi đá cổ có những hòn đá với hình khắc đẹp tập trung ở bản pho. Với những hòn đá lớn trên bề mặt có khắc những hình khác nhau, đặc biệt là các dạng hình người ở nhiều tư thế như biểu hiện của tín ngưỡng thờ sinh thực khí trên các hình vẽ của trống đồng Đông Sơn. Khảo sát kỹ, ở đây có tới 11 mô típ hình người kỳ lạ. Hầu hết các nhà khoa học đều đánh giá đây là một di sản lớn của loài người. Chúng không chỉ mang các giá trị về mặt mỹ thuật mà nó còn có ý nghĩa về mặt tâm linh, như một bức thông điệp bí ẩn mà tổ tiên gửi lại cho con cháu mai sau. Đẹp quá. Chết, cái tuổi này chết quần. 30 tuổi, khá từng trải, Vũ Hành đủ sự tinh tế để thừa hiểu với cảnh sắc thiên nhiên này, đây đúng là dịp để bày tỏ cảm xúc. Từ ngày bước lên chuyến xe này, cái người mà để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất là Châu Chấu, đặc biệt là lúc em cười. Em biết bó hoa này có ý nghĩa gì không? Cái cành lá này tượng trưng cho một cái điểm tựa, một cái bệ đỡ vững chắc. Còn tình yêu, tình cảm sẽ được đơm hoa và kết trái. Kết trái đây. Đây là kết trái. Tuy là cái trái này có hơi có gai chút xíu, cố của anh là đây cũng rất đẹp. Trái này trái đậu tuy là hoa rừng thiệt, nhưng mà có nghĩa đó là tấm lòng của anh, mong em đón nhận. Chưa hết. Thì nói chung là nhận rồi đó. Ok. Chỉ có điều là không thích quả. Đúng là Châu Chấu đời nào thích hoa, okay. Chỉ thích cỏ và lúa thôi. Thật ra Vũ Hành không phải là mẫu người của Châu Chấu. Rút kinh trong nghiệm những tháng Châu Chấu có nhắc đến điều này. Okay. Hôm nay Vũ Hành tặng hoa cho mình, tội nghiệp ảnh ghê. Không phải mình không trân trọng tình cảm của ảnh, mà tại chỉ vì mình chúa ghét hoa và không hợp với kiểu cách ấy. Thật sự ra thì em cũng không biết, em cũng chưa để ý nhiều của Hành. Thật buồn cho Vũ Hành. Rất có thể anh chọn thời điểm sai. Ngay chiều hôm sau, khi đi chơi ở đỉnh Hàm Rồng, trái tim của Hành không còn hướng về Châu Chấu nhiều nữa, dù có một cơ hội khác rõ ràng hơn. Cái này người ta làm đường xi măng hết trơn. Núi Hàm Rồng nằm sát thị trấn Sapa, cao gần 2.000 mét, trông xa tựa đầu rồng mờ ảo trong làn mây trắng. Leo núi Hàm Rồng là thú vui của bất kỳ du khách nào. Bắt đầu từ những bậc đá rồi qua con đường đá quanh co, du khách tận mắt chứng kiến dòng suối nhỏ róc rách chảy len lỏi qua những tán cây rừng. Ở trung tâm thị trấn Sapa, nhìn sang hướng nam thấy ngọn núi cao sừng sững gần 2.000 mét so với mặt biển, giống như một con rồng với cái thân vương dài uốn lượn. Cả ngàn cột đá tựa như rừng cây tạo nên phong cảnh hết sức độc đáo. Đi trong rừng đá, du khách có cảm giác đi giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Đá ngọn cao thấp rất nhô, mang nhiều dáng vẻ khác nhau. Lần theo vách đá là đường lên cổng trời 1 và cổng trời 2, đường lên sân mây và trạm đi 3. Sân mây trên núi Hàm Rồng là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách. Tại đây, du khách được ngắm nhìn toàn cảnh Sapa trong sương huyền ảo và đắm say. Hai,
và đã có một trò chơi khá giật gân được các thành viên bày ra. Tỏ tình giả. Lông Râu là người đầu tiên và anh chọn Châu Chấu. Dù chỉ là trò chơi, nhưng Lông Râu tỏ tình rất hay. Chào em. Chào. Em đến lâu chưa? Nửa tiếng rồi. Anh lắm rồi đó. Đừng thách cổ em. Bớt lại không em? Bây giờ thầy giáo sẽ gọi bất kỳ một bạn nào để... Nói gì đi á? Rồi thầy đã nói. Em nhìn thấy cái mặt này không em? Mày đẹp không? Cô đang ngồi, cô đang ngồi. 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 Không được nghiêm túc như Lông Râu, anh chàng Kiss tận dụng cơ hội. Em khỏi lại không bao chị em đâu, vậy anh đi sao? Bé em ơi, bé biết không bé? Từ lúc biết bé bước anh, sao hết bé? Anh đặt đi. Từ đó giờ, anh chưa bao giờ anh thấy một bé nào nhỏ xíu em. Bé anh cho mình biết rồi, biết rồi. Không, không có lắm tiền. Và cử hành chọn bé điệu để bày tỏ. Từ lúc anh lên chuyến xe tới bây giờ, anh rất là... Mới này, anh nghĩ là tụi mình đứng trước một cảnh đẹp như thế này, anh nghĩ là mây, núi, trăng, sao đều có nhau. Tại sao tụi mình lại không có nhau được? Em có đồng ý là bạn gái của anh không? Đây chỉ là một trò chơi. Nếu không có sự cố ở bãi đá cổ Mường Hoa, chắc Cổ Hành hướng về Châu Chấu. Nhật ký Cổ Hành nhắc đến chuyện này. Châu Chấu rất thờ ơ với sự quan tâm của tôi. Dường như đối với cô, tôi chỉ có thể là một người bạn. Chị thấy thế nào? Chị xin một lát. Không, chị thấy chị thích cái cảnh mà tuy rằng là tỏ tình giả thôi, nhưng mà mỗi người đều có cách suy nghĩ để thuyết phục cái người đối diện mình. Anh muốn đem mấy cái đám mây đó về nhà, em có chịu hay không? Em nghe câu đó em thấy rất là thích. Đấy là không phải là tỏ tình đâu, mà đấy là hỏi cưới. Tỏ tình thì phải là anh muốn yêu em, chứ không phải là hỏi cưới thì mới mang về nhà. Tỏ tình mà đã mang về nhà thì chết. Đừng có nghĩ ra là cái người lớn tuổi hơn người ta sẽ chín chắn hơn về cái chuyện tình yêu nha. Nhiều lúc còn bồng bột hơn những người khác. Đúng. Tại vì cái người mà ví dụ như là bây giờ tặng hoa không đúng lúc thì đương nhiên là những người 30 tuổi như thế này không bao giờ người ta làm thế. Nhưng mà tại vì cậu này chắc là chưa yêu bao giờ và lần đầu tiên đi và tiếp xúc như thế thì nghĩ rằng là những cái gì mà anh ấy tạo ra ấy thì cũng là đã bộc phát nhất định thôi. Cho lúc đó thôi cảm thấy là mến cô này thì nói mến thôi, nhưng mà thật sự là chưa có gì gọi là yêu hay là để ý một người hay nào là đó. Sâu sắc lắm. Sâu sắc đúng rồi. Tôi nghĩ rằng sau một hai lần va vấp như thế này thì cậu Củ Hành này sẽ tự rút được kinh nghiệm cho mình. Rút được kinh nghiệm cho mình. Tình cảm trong nhóm bắt đầu có vài trúc trắc. Pin vẫn có cảm tình với Liêu Lo, nhưng có vẻ với cô công chúa nhỏ, Pin hợp vai một cậu em hơn. Cổ Hành thích Châu Chấu, nhưng rất có thể mọi sự sẽ thay đổi. Kiss và Điệu chưa thật sự rõ ràng, nhưng cũng khó để nói họ không có tình cảm với nhau. Người duy nhất vẫn chưa chuyển biến tình cảm, đó là Lông Râu. Ở số sau, các bạn trẻ sẽ đi tìm hiểu rượu Sang Lùng và sẽ đến thành phố Lào Cai, nơi có cửa khẩu Hà Khẩu giáp ranh với Trung Quốc. Vì sao nơi đây để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho các bạn trẻ? Có rất nhiều bất ngờ về mặt tình cảm sẽ diễn ra. Chuyện như thế nào? Hãy đón xem số tới.